Mới đây, lễ khai mạc hội chợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, CEAEXPO và CABIS 20 đã diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành, trưởng đoàn các nước ASEAN và quốc tế. Hội chợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 là sự kiện quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN Trung Quốc. Ngay sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN CEAEXPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã dự lễ khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ. Bấm nút khai trương khu gian hàng Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì không chỉ tham gia hội chợ với nhiều gian hàng nhất ASEAN mà Việt Nam còn có lực lượng đông đảo doanh nghiệp tham dự hội chợ để giao thương, hội thảo. Đặc biệt, ngay tại hội chợ, nhiều giao dịch kinh tế giữa các doanh nghiệp được ký kết với chất lượng cao hơn các kỳ hội chợ trước. Tại hội chợ CEAEXPO năm nay, Việt Nam tiếp tục là quốc gia tham gia có quy mô lớn nhất ASEAN với khoảng 200 gian hàng trên diện tích gần 5.000 m². Nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao được giới thiệu, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.